In recent years, Supreme Master Ching Hai graciously allowed our association members to gather for international seminars. They were joyous occasions as master and disciples reunited to meditate and pray for peace. During her visit to meet with our association members, Supreme Master Ching Hai also spoke of the teachings of past masters and answered the spiritual questions of fellow initiates. Throughout the ages, compassionate enlightened masters have urged people to surrender to the greater universal power by seeking the divine within, from which all other goodness and happiness follow. This message was echoed again in Supreme Master Ching Hai's three-part discussion, The History of Earth Store Bhikkhu, with our association members on December the 9th, 2008. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Yeah, happy. Yeah. 阿比，你叫他阿比，他就来了。因为没有空地，所以他不能进去嘛。那个空地他就去了。阿比，阿比，here。对呀，他会来的。哎，那你就是 hello everybody, love you 耶。哎，他也来共修嘛。哎呀，这里，阿比。阿比，阿比，阿比，阿比，阿比。 阿比，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 阿
太激动了。我讲英文啊。对。你好。让他激动会弄好了。OK。太激动了嘛，多人了，不知道怎么办了。很爱人。谁他都爱，从来没有对别人不友善的，特别是老人家，他最爱的，老的哈，很爱的。比方说他在那个篱笆里面，在我那个园里面嘛，都有篱笆，他都怕乱跑啊。他看到我那个老人家在外面哈走动，在那个路上走，哦，在那边哭了，然后跑到门口。那个篱笆爬上去就这样子哭，哭叫他们呀， yeah. 很爱老人家，最爱是老人家，对，不过他谁都爱了，很爱的一个人，又爱心的人，耶，就就不够，就就不够，好乖乖的孩子，耶、yeah. ，他也懂啊，不过会吵人啊，就是。爱人忍不住就到处去。他为什么他没理呀？还没理呀？我来靠靠悠悠。没理呀？飞飞，这个没得飞呀。来来，找这部片，哎，这部 OK 哈。啊，找金公交哈。Rồi chuyện này là chuyện của con chó tên là Thiện Thính á. Thiện Thính là nghe điều lành á, thấy không? À, chuyện là chuyện con chó của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát ha. À, thường thường có một con chó, cái hình của Địa Tạng Vương Bồ Tát có con chó nằm phủ phục ấy ở dưới chân đó. Rồi ok, chó đó tên là Thiện Thính á. À, Thiện Thính vừa là một người bạn trung thành ha, vừa là cái xe để chuyên chở cho ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Không biết chó này mà lớn dữ sao mà ông cởi ông đi đâu hoài được vậy. Chó này không cởi được nha, đừng có thử chơi nha. Chó này là để tôi đem xe tới chở chứ không có cởi lên được nha. Chó này chó khác nha ông. Theo chuyện kể lại á, thì là khi nào mà Ngài Địa Tạng đi ra ngoài phổ độ chúng sanh á, thì Ngài cởi con linh viễn của Ngài, con chó của Ngài đó. Rồi khi nào mà ở nhà hay là ở chùa thì làm bầu bạn. Tương truyền á, nói rằng Thiện Thính, tức là chó này, cho có hai cái lỗ tai rất là lợi hại. Một chiếc á, thì nghe được pháp âm của 10 cõi chư Phật. Một cái chiếc tai kia thì nghe được những lời khổ của mọi chúng sanh. Wow, ghê quá, có người nào có tai giống đó không? Vì vậy mà trong cái lúc nào mà mình thấy tranh vẽ của Địa Tạng Bồ Tát á, thì mình thấy chó Thiện Thính á, một tay thì vẫy lên, một tay thì cụp xuống. Sư phụ cũng có con chó như vậy đó. Chó nuôi á, chó mà sư phụ đem về nuôi mà, tên là Pomas á. Một lúc nào cái tay anh một bên anh để xuống, một tay vịnh lên. Ngày nào cũng vậy, đêm cũng vậy, trừ khi ngủ mê thì thôi. Thường thường á, mình thấy những vị Bồ Tát khác á, thì cởi rồng ha, cởi hạt ha, có người có vị thì cởi gì nữa, cởi cọp, cởi sư tử, còn Ngài Địa Tạng thì cởi chó. Thành ra nhiều người á, thích Địa Tạng Bồ Tát và thích chó của Địa Tạng hơn, tại chó đấy gần gũi mình hơn hả. Nhưng mà thường thường á, những vị những sư tử hoặc là cọp á, mà đã được các ngài nuôi rồi thì không có cắn mổ gì ai đâu, phải không? Vì thường thường Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi nữa, không? Cởi voi nữa. Thà Văn Thù Bồ Tát thì cởi gì? Sư tử. Không sao đâu, không sao đâu. Sư tử cọp cũng cởi cỡ đó nha. Đừng có lại gần thôi, hiểu không? Bây giờ thấy các ngài cởi sư tử hoặc là cởi cọp đó rồi, mình muốn chạy tới mình cởi con được không? Có ai thử chưa? Giơ tay lên coi. Không dám đâu hả? Vậy là khôn á. Phải là có thể khai ngộ rồi á. Những vị mà Bồ Tát hay là thần thánh, họ cởi voi, cởi cọp, cởi sư tử là họ quen rồi. Họ nuôi từ nhỏ rồi. Những vị cọp, vị sư tử đó là ăn chay rồi, hiểu chưa? Thuần thục rồi. Giống như mình nuôi con chó từ nhỏ vậy mà. Thí dụ như mà có nhiều người họ nuôi con sói á, biết không? Sói là không phải là chó, nhưng mà cũng là thuộc giống chó. Nhưng mà sói là chó hoang, mà nghe nói là hung dữ lắm, phải không? Không phải như con chó của mình. Nhưng mà nhiều khi sói con bị mất cha mẹ vậy đó, lạc vô nhà người ta cũng nuôi từ nhỏ tới lớn, sói thì cũng giống như chó nhà thôi. Sư tử, cọp, voi thì cũng vậy thôi. Cọp voi thì cũng cỡ đó ha, nuôi từ hồi nhỏ, thấy không? Cho ăn chay rồi, nghe kinh điển Phật rồi tụng kinh mỗi ngày đó, thuần thục rồi, cũng người tu hành thôi. Thì những súc vật cũng vậy đó, nhiều khi súc vật hung dữ nhưng mà không có hung dữ, hiểu không? Cũng có những vị hòa Bồ Tát hóa thân thành súc vật cũng có nữa. Nhiều khi những nhà thám hiểm đi vô rừng đó, cái tự nhiên thấy gặp một đàn chó sói nuôi một cô bé nhỏ, nuôi dưỡng đem đồ ăn về cho. Hoặc là nhiều khi có chuyện mà báo chí có kể đó, nói một cô bé bị người ta cưỡng bức á, rồi cái bầy sư tử chạy ra đuổi mấy cái người mà tàn nhẫn đó đi hết, rồi ngồi đó canh cô gái đó cho tới khi mà cảnh sát đến thì nó giao lại rồi đi thôi. Chứ không phải là sư tử nào cũng dữ hả. Nhưng mà nghe sư phụ nói vậy, đừng có về kiếm coi ông nào hiền, hiểu chưa? Kệ người ta đi, người ta trong rừng ta chơi đi, đừng có lộn xộn, phải không? Rồi ở bên Đài Loan á, có một vị Bồ Tát ha, tên là Quảng Tín á. Vì hồi xưa mà Ngài ngồi thiền ở trong hang, trong núi tu hành á, thì Ngài không biết cái hang đó là hang cọp, Ngài vô ra Ngài ngồi tu hành. Rồi cái cọp dẫn một bầy con đem về. Thấy Ngài ngồi đó thì cũng không có thương hại gì tới Ngài. Mà quy y nữa, quỳ xuống quy y Ngài đó. Tại biết người tu hành mà, ok. Nhưng quý vị đừng có thử chơi nhau. Ta tu hành cao đẳng ha, mình không biết đẳng cấp tới đâu, ok. Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì mình không biết cái sự tích của Ngài là tu hành ở đâu, từ đâu đến. Nhưng mà cái sự tích sau cùng mà thuộc về Địa Tạng Vương Bồ Tát á, bắt đầu từ cái thời của nước Tân La đó, tức là miền Trung của nước Cao Ly á, nước Đại Hàn á. Miền Trung của nước Đại Hàn có cái nước hồi đó kênh là nước Tân La. Có vị thái tử kênh là tên là Kim Kiều Giác.
Kim Kiều Giác thì một người rất là hâm mộ Phật Pháp từ hồi nhỏ. Cho nên khi ngài năm 24 tuổi thì tình nguyện bỏ ngai vàng để mà đi xuất gia. Và hâm mộ sự phát triển của Phật Pháp tại Trung Quốc. Cho nên ngài, vị hoàng tử này á, năm đường Trinh Quang thứ tư, ông dẫn con chó tên là Thiện Thính của ngài lặn lội từ Cao Ly vào Trung Quốc để mà tu học Phật Pháp. Rồi tại vì ngài rất là kính trọng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên ngài cũng lấy hiệu là Địa Tạng. Rồi cái vị tỳ kheo này xuất gia mà, cái là tỳ kheo tức là người xuất gia người nam, còn tỳ kheo ni là xuất gia của Phật người nữ. Rồi ngài vân du mọi nơi ở Trung Quốc ha. Cho tới một ngày kia ngài đến một cái núi nọ, kêu bằng núi Cửu Hoa. Cửu Hoa tức là một ngọn núi rất là nổi tiếng ở Trung Quốc hả, rất phong cảnh rất là đẹp và linh thiêng. Ngài đến đó thì thích phong cảnh và địa thế ở đó quá, cho nên ngài đã cất một túp lều tranh trong núi để mà tu hành. Thì dĩ nhiên trong thời gian tu khổ hạnh ở núi Hoa Sơn đó thì còn chú chó Thiện Thính lúc nào cũng ở bên cạnh để mà bảo quản. We appreciate your compassionate presence for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next Monday for part 2 of the history of Earth Store Bhikkhu. Please stay tuned to Supreme Master Television for Animal World, Our Co-Inhabitants, coming up next right after Noteworthy News. May your days be filled with joyous laughter. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.